Thế hôm nay chú và Chip sẽ làm thí nghiệm hình vẽ trên nước nhá. Để làm thí nghiệm này thì mình cần những vật dụng này này. Mình cần một cái đĩa này. Đây là đĩa tráng men. À, mình có bút viết bảng. Đây nha. Đây. Rồi vẽ đi, cho vẽ bên này đi. Vẽ đi. Chờ đi, chờ đi, chờ đi, chờ đi, chờ đi. Đấy, cá sắp bơi rồi. Cá gì bơi xung quanh đấy thôi. Cua, cua ra, cua ra. Cua thứ bảy. Rồi. Ôi, ôi rồi. Đây, cá với cua bơi rồi này. Cá này này. của con không nổi rồi. Không rồi. Con thích màu nào? Màu vàng thôi, màu vàng. Thổi đi, cho bơi đi. Thổi cua. Ui, thế này chú bảo. Ui, này chú bảo thổi nhẹ nhẹ thôi này. Này như này. Đấy, ui, chạy quá. Giải phóng, giải phóng, giải phóng cái. Này, thổi đi. Thế thổi cua. Đấy, thổi nhẹ nhẹ thôi. Này, thổi lên nữa. Không thể cứu được người, người chết đuối à? Có cua ra giữa đi. Ui, thôi, thôi, thôi. Bây giờ con giơ bàn tay ra như này. Xong con sẽ ướm vào như này. Và xong con nhấc lên cả. Thử không? Chú thử với cả cái hình này của chú nhá. Rồi sau con sẽ xăm hình ngôi sao của con nhá. Này. Ờ. Thấy chưa? Đấy, con xăm cả bàn tay nhá. Con phải giơ to vào đấy rồi. Nhẹ, nhẹ, ui nhẹ nhàng thôi. Rồi. Thôi con giơ cái bàn nào.